Chào tất cả các bạn, mình lại gặp nhau rồi. Hôm nay mình lại tiếp tục nói chuyện về quay phim về điện thoại. Một số người có lẽ sẽ hỏi mình là điện thoại có cái gì đâu mà suốt ngày làm clip chia sẻ hướng dẫn rồi mẹo này mẹo kia. Đồng ý với các bạn, điện thoại nó đơn giản lắm, không có phức tạp, chỉ nhiều thông số như mấy dòng máy lớn. Tuy nhiên quay thì dễ, quay cho nó đẹp thì lại làm một chuyện khác. Và tất nhiên mình làm những cái video clip này cũng chỉ mong muốn cho các bạn có được những cái clip đẹp, những cái video xuất sắc. Và bắt đầu nha. Điều đầu tiên, các bạn nên có một cái gimbal cho điện thoại. Và đây chính là cái gimbal cho điện thoại mà mình hay sử dụng. Các bạn lại hỏi mình là lại tốn tiền nữa rồi, trong khi điện thoại bây giờ nó có nhiều cái chức năng chống rung tốt nữa. Đồng ý với các bạn luôn, vì hiện tại mình đang xài cái con iPhone 7 Plus. Về handheld, về cầm mình quay á, khá là thoải mái. Tuy nhiên nếu mà chỉ cầm trên tay và handheld á, thì mình chỉ quay được những cái cú rất là đơn giản, chỉ bàn trái phải lên xuống rất là đơn giản thôi. Mình không thể nào vừa đi mà vừa quay được, nó sẽ cực kỳ rung lắc. Nhưng mà gắn gimbal vô, mình chơi hết. Điều thứ hai đó là hãy sử dụng một cái app quay phim. Điều này mình đã nói rồi. Và tất nhiên bây giờ có rất nhiều app để giúp cho điện thoại nó quay phim dễ dàng hơn. Tại sao lại xài app quay phim mà không sử dụng những cái có sẵn từ trong điện thoại của mình? Tại vì app nó cho mình chỉnh tay tất cả các thông số. Đó là một điều cực kỳ lợi thế luôn. Và hiện tại mình đang xài cái ProMovie và mình khá hài lòng về cái app này, bởi vì chi phí của nó khá rẻ. Thực ra mình cũng chẳng phải mua gì đâu, cứ đào về xài thôi, nó chỉ có cái logo. Và mình muốn xóa cái logo của nó, cái watermark của nó, thì mình chỉ bỏ ra 69.000 tiền Việt. Rất rẻ đúng không nào? Sau đây là thao tác cơ bản trên app ProMovie này. Trên cùng là nút hiển thị màn hình thì có 3 kiểu: full màn hình, có menu, hoặc là khung hình không bị lẫn với menu. Đây là nút định dạng frame. Các bạn có thể chỉnh theo tham khảo của mình. Chỗ này là setting. Trong setting mình chỉnh được khá nhiều thứ như là camera trước sau, chống rung, đẹp flat, độ sáng màn hình. Phần overlay là guideline mà mình nghĩ là các bạn có thể hay sử dụng. Đầu tiên là cái grip, tức là chia theo tỷ lệ vàng. Cái bên cạnh là khung hình điện ảnh, rộng bề ngang. Và level là để cho mình thấy được cái sự cân bằng của camera của mình. Transform là thay đổi nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như là theo kiểu gương soi, xoay theo một góc độ nào đó. Nhưng mà phần này thì mình nghĩ chắc ít sử dụng. Bây giờ là đến phần exposure. Cái thanh bên tay phải mình có thể kéo lên kéo xuống để chỉnh được độ sáng. Shutter là tốc độ. Nói về phần exposure, thì khi chạm vào màn hình một lần, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Nó có một cái nút khóa đo sáng hoặc là tắt đo sáng. Khóa ánh sáng tức là nó chỉ lấy phần ánh sáng của cái chỗ mình đã chọn.
và không gian còn lại nó sẽ không có thay đổi về ánh sáng. Ngược lại, khi mình mở cái nút chìa khóa ra, có nghĩa là lấy sáng tự động á, thì cái đo sáng nó thay đổi theo môi trường xung quanh. Đây là phần focus. Khi nhấn hai lần vô màn hình nó sẽ hiện lên cái bảng này, hoặc là các bạn bấm vô cái bảng focus đó, cũng y chang nó cũng có một cái khóa màn hình là có thể lấy nét hoặc không. Cái thanh bên phải thì mình có thể chủ động lấy nét bằng tay. Có thể sáng tạo là khi trời tối á, mình có thể quay được những cái bokeh. Tuy nó không xuất sắc như những cái máy lớn, nhưng mà ít nhiều thì mình cũng có thể thích bokeh thì mình làm theo cách này. Đây là ISO. Và bên cạnh là white balance, tùy vào môi trường cụ thể mà mình chọn những cái định dạng khác nhau. Tuy nhiên thì mình hay chọn cái auto, bởi vì nói về phần nhiệt độ màu hay màu sắc á, thì mình có thể chỉnh trên hậu kỳ cũng được. Cái nút tam giác này là coi lại clip. Trong đây mình có thể lựa chọn để đeo về điện thoại hoặc là chia sẻ lại với những cái công cụ khác, ví dụ như trên Google Drive hoặc là AirDrop trên dòng máy Mac. Thì đó là những cái công cụ cơ bản của cái app này. Hai điều trên mới chỉ là liên quan đến thiết bị và những công cụ hỗ trợ thôi. Và điều đặc biệt là điều thứ ba này đây, đó chính là quay như thế nào. Có một cái bí kíp mà mình luôn luôn áp dụng, đó chính là luôn đa dạng khuôn máy. Và phim mà đa dạng như vậy thì tất nhiên nó sẽ hấp dẫn rất nhiều khi mà các bạn chỉ có một vài cú máy hoặc là cái khung cảnh nó cứ fix vô một cái angle như vậy. Điều thứ tư đó chính là color grading, chỉnh màu. Cái footage từ điện thoại ra nó hơi khác so với những cái máy mirrorless hoặc DSLR, tại vì nó sẽ mỏng hơn, không biết giải thích thế nào, nhưng mà nó sẽ khó để color grading nếu mình lạm dụng, mình can thiệp nhiều quá. Cái phim của mình cái màu ra nó kỳ lắm, nên cái chỉnh màu cho cái footage điện thoại ấy, nó cũng khá là quan trọng đấy. Điều mình hay làm đó chính là mình không chỉnh nhiều lắm, mình chỉ chỉnh một xíu thôi, chỉ căn contrast, căn shadow, căn saturation, và đôi khi mình áp thêm một cái lớp gì đó để cho nó có một cái tông màu chính. Như vậy thôi là đủ rồi. Điều cuối cùng là hãy xây dựng câu chuyện thay vì cứ tập trung quay cảnh đẹp, bởi vì chất lượng phim của điện thoại mà xuất ra nó không được chất lượng như là những cái máy lớn đâu, mình khẳng định điều đó luôn đó. Nên mình hãy xây dựng một câu chuyện hoặc là cái cách kể chuyện của mình trong cái video clip á, nó làm sao đó nó thú vị và nó hấp dẫn hơn. Lần nào đi với em trời cũng mưa cả. Em có nhớ cái siêu thị mới mở gần nhà không? Họ có loại bia mới đó. Ồ vậy hả, em cũng muốn thử.
Em đang làm gì vậy? Vài thứ linh tinh à. Em có muốn ra ngoài cùng với anh? Không, mày. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý không gặp nhau nữa sao? Alo, anh có đó không? Em tắt máy đây. Nhớ nha, hình ảnh nó quan trọng. Tuy nhiên, đối với điện thoại, cái câu chuyện lại là quan trọng hơn. Đó là 5 điều mình muốn nói với các bạn trong ngày hôm nay. Những bạn nào đã biết rồi thì hãy nói lại với những bạn khác. Còn những bạn nào chưa biết thì hãy áp dụng cho những video clip của mình quay bằng điện thoại. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và hẹn gặp lại trong lần tới nhé.